ba nàng hậu Việt chuẩn bị tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Phương Nhi, Á hậu Đặng Thanh Ngân sẽ đại diện Việt Nam lên đường chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp trong năm nay. Á hậu Phương Nhi, Hoa hậu quốc tế 2023. Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng đã chính thức lên tiếng xác nhận Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022. Nguyễn Phương Nhi sẽ đại diện của Việt Nam tham gia chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss International, Hoa hậu quốc tế 2023. Phương Nhi có nhan sắc ngọt ngào và người khác sẽ có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên cùng sự hoạt bát, đáng yêu của mình. Đại diện năm nay của chúng ta sẽ hòa nhập tốt với môi trường quốc tế. Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, chúng tôi đánh giá cao sự kỷ luật, nghiêm túc hết mình vì cuộc thi của Phương Nhi. Với lịch trình huấn luyện đã được sẵn sàng, Phương Nhi chắc chắn sẽ hoàn thiện mình và trở thành niềm hy vọng mới của nhan sắc Việt trên đấu trường thế giới năm nay. Hãy tin tưởng và ủng hộ tinh thần cho cô gái này nhé, CEO Sen Vàng chia sẻ. Sau những chia sẻ của bà Phạm Kim Dung, Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022, Nguyễn Phương Nhi cũng đã có những bộc bạch. Đầu tiên khi vinh dự được đại diện nước nhà tham gia Hoa hậu quốc tế 2023, Phương Nhi rất hạnh phúc khi có cơ hội tham gia đấu trường quốc tế Hoa hậu quốc tế. Từ lúc chị Bảo Ngọc, Mai Phương đã được xác định cuộc thi quốc tế của mình, Nhi rất nóng lòng và mong muốn mình cũng có cơ hội được thi đấu. Hoa hậu quốc tế là cuộc thi mà Nhi mong ước, Nhi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để đến với cuộc thi trong sự chuẩn bị tốt nhất. Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002. Cô sở hữu số đo 3 vòng 80, 57, 88cm cùng chiều cao 1m70. Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ người có làn da đẹp nhất và giành giải Á hậu 2 Trung Quốc. Sau khi đạt được danh hiệu Á hậu, Phương Nhi luôn năng nổ trong các hoạt động giải trí cũng như các dự án thiện nguyện. Đặc biệt, nàng hậu sinh năm 2000 còn được công chúng ưu ái gọi với danh xưng thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới bởi nhan sắc ngọt ngào, trong sáng đầy thiện cảm. Á hậu Đặng Thanh Ngân, Hoa hậu siêu quốc gia 2023. Theo đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational, Hoa hậu siêu quốc gia, công bố, người đẹp Đặng Thanh Ngân, Á hậu hai Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự Miss Supranational 2023. Đặng Thanh Ngân sinh năm 1999 tại Sóc Trăng. Cô sở hữu chiều cao 1,75m, nặng 55kg, số 3 vòng 85, 60, 95. Sau khi trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Miss Supranational 2023, Đặng Thanh Ngân cho biết, Ngân vô cùng biết ơn và tự hào khi được trao cơ hội trở thành đại diện thứ 10 của Việt Nam tại cuộc thi Miss Supranational 2023. Mang trên mình màu cờ sắc áo và trên vai là sứ mệnh dân tộc, Ngân sẽ luôn trong tâm thế cố gắng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của Việt Nam đến với quốc tế và khiến mọi người tự hào. Chắc chắn rằng, trên hành trình đến với Miss Supranational 2023, Ngân sẽ còn đối diện với nhiều thử thách và cần phải hoàn thiện bản thân hơn nữa. Vì vậy, Ngân hy vọng sẽ nhận được sự yêu thương, động viên và góp ý chân thành từ khán giả. Với Ngân đây là một cơ hội rất lớn vì đi kèm với đó là trách nhiệm khi mang trên vai giải SAS Việt Nam. Thế nhưng, mỗi cơ hội đến là mỗi lần Ngân được thách thức giới hạn của bản thân. Đó là cách giúp Ngân ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Với niềm tự hào dân tộc và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Ngân sẽ chiến đấu hết sức mình vì hai tiếng Việt Nam. Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Thế giới 2023. Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Nàng hậu sở hữu thành tích học tập ấn tượng khi đoạt giải nhì 2017 và giải ba 2018, kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Hồi tháng 4, 2022, cô đạt 8 IELTS. Tuy hình thể không quá nổi trội, 1m70, nhưng người đẹp này lại sở hữu profile đỉnh của chóp. Được đánh giá là một ứng viên sáng giá ngay từ đầu khi đã có kinh nghiệm tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, nên việc Huỳnh Nguyễn Mai Phương xuất sắc đăng quang Miss World Việt Nam 2022 không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Bên cạnh đó, Mai Phương cũng sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự Miss World 2023. Nàng hậu từng chia sẻ, Mai Phương cảm thấy vô cùng phấn khởi và không kém phần háo hức khi biết quốc gia đăng cai Miss World 2023 năm nay chính là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Mai Phương sẽ cố gắng trau dồi bản thân cũng như hết mình với dự án nhân ái IAKO by Mai Phương sắp tới để mang đến Miss World 2023 một phiên bản Mai Phương hoàn hảo nhất.